Thưa quý vị, trong quá trình triển khai các phong trào hoạt động, Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai luôn đặt lợi ích của đoàn viên người lao động lên trên hết, đồng thời làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng để họ yên tâm làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa cho cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ đầu năm giờ thì đoàn viên lao động công ty cũng được công đoàn hỗ trợ tổ chức phát quà Tết, rồi lễ 8 tháng 3 thì cũng có tặng quà, và gần đây nhất là cái hội thao về tháng công nhân cũng được tham gia một số chương trình văn nghệ thể dục thể thao. Và mới gần đây nhất là một cái bữa cơm của đoàn viên nhân dịp 95 năm ngày thành lập công đoàn. Thì trong 6 tháng đầu năm thì công đoàn cơ sở công ty Chensin Đồng Nai thì cũng có một số hoạt động chăm lo và giúp đỡ tới thiết thực tới toàn thể người lao động. Thì ví dụ như là vào nhân dịp Tết Giáp Thìn thì công đoàn cũng có tặng quà cho toàn thể người lao động. Và vào tháng 5 thì để chào mừng tháng công nhân thì công đoàn cũng tổ chức một số hoạt động thể dục thể thao cho người lao động tham gia và tặng quà tới toàn thể người lao động. Các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Cuộc vận động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh. Tham gia thành viên hội đồng công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên toàn địa bàn huyện năm học 2023-2024 có 288 sáng kiến. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nhân rộng mô hình quỹ tương trợ công đoàn. Năm 2024 đã có hơn 10.000 lượt đoàn viên được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán trị giá hơn 4 tỷ đồng. Từ nguyên quỹ xã hội của Liên đoàn tỉnh thì chúng tôi đã bàn giao 7 căn mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhân tháng công nhân, chúng tôi cũng đã tổ chức tặng quà cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi đoàn viên tại 3 khu nhà trọ, rồi tặng quà tri ân người lao động với trị giá là 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn được chú trọng và đạt kết quả cao. Đến nay, toàn huyện có 122 công đoàn cơ sở với hơn 6,7 ngàn đoàn viên. Thu nhập bình quân đạt từ 6,3 đến 6,8 triệu đồng một người một tháng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã giới thiệu 64 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.